Người yêu đi chơi với người yêu cũ mấy hôm sau bảo là có bầu. Người yêu em đi chơi với người yêu cũ về xong mấy hôm sau nói với em là có bầu, bây giờ em phải làm sao ạ? What? Mấy hôm sau là có bầu á? Đúng má, cái con... Không em ơi, không có chuyện đấy đâu. Mẹ em làm sao mà mấy hôm mà đã thụ thai được rồi, sọ dừa à? Không phải nhá, yên tâm là không phải của cái thằng kia đâu. Em cũng đang nghi tào tháo quá cơ. Đúng. Nếu mà có bầu thì không phải thằng kia đâu. Hoặc là có của thằng kia thì cũng phải là không phải là cái ngày hôm đấy đâu. Mẹ người ta có bầu người ta phải từ từ nó mới thụ thai được chứ. Đúng vậy. Cứ làm như là cái gì ấy, như cái con gì mà đùng cái là đi chơi với nhau xong 2-3 hôm sau có bầu được luôn, ông bị điên à? À, trời ơi, nắm tay xong có bầu à, hay như thế nào? Sợ thật đấy. Eo ơi, khiếp, đang nghi Tào Tháo đã thiếu kiến thức rồi lại còn đang nghi sau mà lấy phải cái thằng chồng như thế này về chắc chết. Bây giờ đang ở trong nhà nhìn ra đường thấy vợ đứng ở cổng, xong rồi đang có cái thằng nào nó đi ngang qua nó hỏi đường kiểu em ơi chỉ cho anh cái đường đi đến ngã tư Sở, cái chỉ anh đi được cái đường này, xong rồi thấy nhìn thấy nóng mắt cái mai nó kêu có bầu, mày có bầu với cái thằng mày hôm qua mày nói chuyện ở cổng đúng không? Tôi chết rồi. Vừa phải thôi em. Bầu gì mà nhanh thế? Mấy hôm có mẹ mấy hôm sau đã có bầu rồi. Chị nắng kinh nghiệm thế á. Ủa, cái này là đi học ai cũng được dạy mà em. Và đây là cái kiến thức rất là bình thường luôn đấy. Chị chưa có con nhá. Mẹ chị vẫn độc thân đây, chị vẫn chưa có người yêu, chưa có chồng gì cả. Em hỏi cái câu là sao, em hỏi câu đấy là sao chị nắng kinh nghiệm thế? Ý em là như kiểu chị đã thử rồi ấy, là chị biết ý hả hay là sao? Trời ơi, tôi vẫn còn ế đây, ế dài cổ ở đây. Đã có con cháu gì đâu. Mẹ, phải ở cứt nói cái câu kiểu khái khái của mình để mình mà, sợ nhờ. Eo ơi, sợ quá cơ. Nếu mà kiểu như là các bạn kiểu khịa mình ế hay khịa mình đã từng yêu đương gì đấy thì may ra nó đúng chứ mình đã có con gì đâu mà chưa có chồng chưa con gì mà hỏi cái câu đấy. Cái đấy là cái kiến thức rất là cơ bản ai cũng biết luôn nha. Cái người không biết mới là người có vấn đề, chứ con người biết là chuyện bình thường. Bây giờ người không biết mới là cái người kiểu mẹ xét lại xem là mình sống như thế nào trên những cái kiến thức cơ bản như thế. Trời ơi, ngày xưa đi học dạy mà đúng không ta? Không được dạy không ấy nhỉ? Nhưng mà cái đấy đầy má, cái đấy chả biết. Hỏi cái câu sao xem phim mấy hôm trước quan hệ hôm sau dùng que thử thai biết luôn á. Làm gì có phim nào hôm trước hôm sau, phim nào đấy là người ta tua nhanh thôi, chẳng nhẽ bây giờ người ta còn phải tua theo tình tiết với cả mẹ thời gian thực đến cái mức mà người ta ăn gì rồi là đi ỉa đi đái rồi gì là phải quay hết lên để cho bạn biết được là sang ngày hôm sau rồi hả? Thường là vài ngày, thường là kiểu người ta tua nhanh, người ta té le đến cái thời điểm mà người ta dùng que thử thai thôi chứ cái gì đấy hả? Ngày trước nhớ nắng nghỉ mấy tháng để đẻ mà nhớ nắng á. Ui vách cái linh, đẻ lúc nào đấy? Đẻ lúc nào đấy bạn? Chồng con chưa ké đẻ, chưa có đẻ với yên xe à? Vãi là tức đẻ. Phúc Phong ơi, mẹ nhập từ mồm mà ra đi nhá. Mẹ nói năng cẩn thận nhá, nói thế chết rồi. Ôi, người ta ế mẹ, ế dại cổ ra, ế bao nhiêu năm rồi. Chồng con không có, bảo người ta đẻ. Trời ơi, làm 4 năm rồi, stream 4 năm rồi, trưởng nghỉ tháng nào. Nghỉ thì cũng nghỉ được một buổi tối đi nhậu, xong hôm sau lại stream bù. Không có nghỉ, không có cháu nghỉ mấy tháng mà. Cái... Bạn thân cùng thích một người thì nên nhường hay không? Sao mẹ cứ hai thằng chơi với nhau là lại thích chung một người thế? Hiểu kiểu gì? Em với hai thằng bạn thân cùng thích một người thì nên làm sao, có nên nhường gì kia? Hay sao chị em thích crush bãi ra em xin lời khuyên á? Thích thì thích thôi, nhưng mà em nhớ một điều là một là thích nào nó cũng phải thay đổi được. Hôm nay em thích nó mai em có thể là đi thích đứa khác được ấy. Tức là tình cảm nó không phải là cái thứ bất biến. Thứ hai nữa là em thích nó chưa chắc nó đã thích em. Tức là bây giờ em sống chết hai thằng đấm nhau thì chưa chắc nó đã yêu một trong hai thằng, có khi nó yêu cái thằng khác đúng, cơ. Đấy, nên là chẳng qua là kiểu em đang bị cảm xúc nó làm chi phối quá, nên là em cảm giác nó kiểu như là em nghĩ nó phức tạp thôi, chứ thực ra thì thích một người nó không đến cái mức đấy đâu. Tình cảm có thể thay đổi được nha. Và có khi em thích nó chả thích em, cả hai thằng luôn. Tranh nhau, đấm nhau, mẹ giật tóc móc mắt nhau, thì con kia nó chưa chắc nó đã yêu một trong hai thằng cơ. Ừ đấy, thế nó mới buồn cười. Mà mẹ mày đặt nhường nhau. Ví dụ mà mình với thằng bạn mình mà thích chung mà bạn trong lớp, thì một bạn trong lớp thì làm sao chị mà nó lại là thằng bạn rất thân á. Mẹ ý như cái câu chuyện ở trên. Sao mẹ cứ hai thằng chơi với nhau là lại thích chung một người thế? Nói chung là mình thì chưa bao giờ gặp trường hợp đấy. Tức là mình chưa bao giờ mình... À ngày xưa thì cấp tiểu học thì có, nhưng mà đây là tiểu học thôi không tính. Đại khái là từ cái lúc lớn ấy là mình chưa bao giờ kiểu mình với cả bạn bè của mình mà lại bạn thân của mình ấy là gì mà lại thích chung một người cả. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà rơi vào trường hợp đấy thì mình cũng chả cố chấp làm gì đâu. Tại vì mình là cái đứa mà cũng cả thèm chóng chán lắm.
nay mình thích chứ mai là mình có thể hết thích được, và mình rất là tự tin về cái khả năng kiểu như là điều khiển bản thân ý. Mình kiểm soát được bản thân mình. Ví dụ như là mình thích người ta, mình sẽ không bao giờ nói cái câu là không thể bỏ được, mình có thể bỏ được. Ví dụ hôm nay mình rất là thích đi chăng nữa thì ngày mai mình muốn bỏ thì mình có thể làm rất là nhiều thứ để mình bỏ. Ví dụ bao gồm cả việc là hạn chế tiếp xúc với người ta này, mở lòng mình với những mối quan hệ khác hay là làm gì đấy. Nói chung là mình không có như các bạn lúc nào cũng nghĩ là kiểu không có nó thì em chết ý. Giữa việc tranh giành và chọn quan tâm thì mình nên làm như thế nào? Sao anh tranh giành và chọn quan tâm là sao? Tranh giành và chọn quan tâm á, tranh giành là tranh giành kiểu gì? Có phải là của các bạn đâu mà các bạn đòi tranh giành, đúng không? Tức là cái gì mà là của mình thì nó là của mình thôi. Thì nếu mà các bạn muốn là của các bạn thì các bạn phải khiến cho người ta thích các bạn thôi. Tranh giành cái gì? Emotional damage. Nắng ơi, phải làm gì với một thằng bạn cứ thích lao vào vị trí lốp dự phòng? Đấy là niềm vui của người ta, đấy là sự hạnh phúc của người ta, làm sao mà cấm được? Giống như kiểu là bây giờ bạn ngồi bạn nhìn mấy cái thằng chơi game, bạn là người không thích chơi game, bạn sẽ bảo là chơi làm đéo gì, tốn thời gian rồi là tốn tiền bạc, rồi là thấy nó nạp tiền vào game rất là ngu. Xong bảo là tiền đấy tao đi ăn đi chơi còn hơn, tao đi uống cà phê còn hơn, tao mua này mua cái kia còn hơn là tao nạp game. Nhưng mà bạn nó sẽ hiểu được cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc của người mê game. Ừ thì đấy là sở thích của người ta thôi. Bạn thì thấy nó ngu như chó vậy, nhưng mà nó thì lại thấy thích như thế. Không phải là nó thích làm lốp dự phòng mà nó thích cái con bé đấy, mà chẳng may là đến với con bé đấy thì nó làm lốp dự phòng thôi. Chả sao cả, đấy là lựa chọn của người ta. Bạn đứng ở vị trí của bạn thì bạn thấy người ta ngu, chứ ở vị trí của người ta thì nó chấp nhận như vậy. Nó chỉ ngu khi mà nó lựa chọn như thế nhưng mà nó lại cứ than thở. Nó lựa chọn như thế nhưng nó lại không chấp nhận kết quả. Nó lên nó cứ ngoạc mồm ra, đúng không? Chả ai bắt nó làm như thế, nó đâm đầu vào cất xong nó kêu khối quá. Đấy thì như thế thì mới đấm thôi. Chứ còn nó lựa chọn như thế thì đau khổ gì tự nó chịu đấy. Mình lo thân mình đi. Gia đình nào cũng có sự phân biệt đối xử. Chị nghĩ sao về việc phân biệt đối xử trong gia đình vậy ạ? Lý thuyết là bố mẹ nào cũng thương con, nhưng mà sự thật là gia đình nào cũng có sự phân biệt. Thật sự là gia đình nào cũng có sự phân biệt đấy, không nhiều thì ít. Có những gia đình thì là cái sự phân biệt đấy nó rất là rõ ràng, có những gia đình thì sự phân biệt đấy nó nhỏ nhỏ thôi, kiểu dạng là nó không quá rõ ràng ấy, nhưng mà cái người trong cuộc thì có thể cảm nhận được. Thì cái này chả biết nói thế nào cả, khó lắm các bạn ạ. Đến bản thân các bạn, mình nghĩ là bây giờ hỏi các bạn là thương bố hơn hay thương mẹ hơn, các bạn bảo thương cả hai, nhưng mà kiểu gì sẽ có người mà các bạn quan tâm nhiều hơn, đúng không? Tức là con người luôn luôn thiên vị á, bao giờ cũng thiên vị hết á, nên là rất khó để có được cái sự công bằng, lúc nào cũng công bằng khó lắm. Nên là có những cái là không thể làm gì khác được ấy, thì mình nên chấp nhận các bạn ạ. Tại vì nếu mà mình không chấp nhận mà mình cứ bất mãn, mà mình cứ mẹ ngồi chửi đời, chửi người, chửi thề, mình cũng không có làm được cái gì hết á, chỉ làm mình mệt mỏi hơn thôi. Ví dụ như là mình cay quá, mình ngồi mình chửi xong nó có khác không? Không, đúng không? Quá chuẩn. Mình chửi xong thì mọi thứ nó vẫn xảy ra như thế mà. Mình chửi xong thì mình vẫn bị phân biệt đối xử như thế mà. Xong rồi tự dưng mặt cục tức vào người, rất là khó chịu, rất là bực bội. Xong rồi ấm ức, chả muốn làm gì cả. Làm cái gì cũng cảm thấy là đáng lẽ ra mình không phải làm như thế. Lẽ ra là nó làm chứ không phải là mình làm. Đấy, tự dưng kiểu ngồi cay cú, mệt hết cả người luôn. Trong khi là mình chửi xong nó không có thay đổi được cái gì á. Thì quan điểm của mình thôi, là cái gì mà mình cáu lên mà không làm được cái gì, tốt nhất là mình thôi phải cáu nữa. Cái gì mà mình không thể thay đổi được á, thì mình chấp nhận nó, mình chấp nhận là nó phải thế rồi, thế thôi. Nó phải thế rồi, cuộc đời nó thế mà các bạn, cuộc đời nó hãm lắm. Là nhiều lúc mình đi ra ngoài tự dưng hỏng xe, nhiều lúc kiểu như là mình đi làm gặp sếp hãm, gặp đồng nghiệp hãm, làm sao mà tránh được, làm sao mà lúc nào cũng tránh được. Những cái đấy thì mình phải chấp nhận thôi. Như kiểu ngày xưa, hôm nọ mình đọc lại cái Q&A, có một bạn hỏi mình về cái tuổi 20 á. Thì xong rồi mình có nói, mình có trong cái câu trả lời mình có nói là ngày xưa ấy, thì mình ước là cuộc đời nó dễ dàng với mình hơn. Nó đại khái là hồi còn trẻ trẻ ấy, hồi còn trẻ con ấy, là mình nghĩ là mình ước là cuộc đời sẽ dễ dàng với mình hơn, mọi thứ nó sẽ thuận lợi với mình hơn, đừng có khó khăn với mình nữa. Xong rồi sau này mình nhận ra là làm sao mà như thế được, làm sao mà muốn như thế là sẽ được, bởi vì là cuộc đời nó phải xảy ra như thế rồi, nhiều chuyện nó hãm nó cứ xảy ra là bởi vì nó phải xảy ra thôi, chứ ước cũng đâu có được, đúng không? Thì mình ước là mình sẽ thật là mẹ pro, mình pro là chuyện gì mình cũng trải qua được, đúng không? Ví dụ như là mình thật là kinh khủng, mình thật là giỏi, mình thật là pro đấy, thì chuyện gì xảy đến mình cũng có thể vượt qua được, chuyện gì xảy đến mình cũng không sợ cái gì nữa. Xong rồi sau này thì mình nghĩ là mình nên như thế, chứ không phải mình ngồi ước tức nó có thành đéo đâu, mình đi làm đúng không? Ví dụ như là rất là khó để các bạn khiến cho cái công việc của bạn luôn luôn như thế, nó không có cái sự thay đổi gì cả. Ví dụ không bao giờ có cái việc sếp đuổi việc này,
không bao giờ xảy ra những cái trường tình huống như là sếp đuổi việc này, công ty phá sản này, rồi là bị bạn bè lừa tiền này, hay là mất cái này mất cái kia, đầu tư thua lỗ, là những cái đấy các bạn, tức là các bạn không thể nào mà kiểm soát được những cái chuyện từ bên ngoài vào. Các bạn chỉ có thể làm nào để cho mình thông minh hơn, mình giỏi hơn. Ví dụ như là mình làm ở đây không được, mẹ mình chuyển chỗ khác mình làm, mình sợ cái gì? Mình giỏi mà mình thì sợ chết à, đúng không? Không sợ chết. Cái mà mình nên làm đấy là làm cho mình giỏi hơn á. Đấy, ví dụ công ty phá sản rồi sếp đuổi việc thì mình đi chỗ khác làm, mình chả sợ cái gì. Chứ còn mình ngồi đi mình ước là công sếp đừng đuổi việc mình, mẹ đuổi luôn. Thôi đấy.